Xin chào các bạn, tôi là tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, hiện đang là giảng viên ở trường đại học FPT. Đây là bài giảng đầu tiên trong loạt bài giảng của tôi về môn đại số tuyến tính. Đây là một môn rất là quan trọng trong tất cả các ngành khoa học và kỹ thuật và đặc biệt là trong những lĩnh vực tin học hiện đại như là xử lý dữ liệu, học máy, trí tuệ nhân tạo. Tôi hy vọng là tôi có thể giúp ích cho các bạn có được một kiến thức vững chắc, nền kiến thức vững chắc về môn đại số tuyến tính để các bạn có thể áp dụng nó một cách hiệu quả ở trong mọi công việc mà các bạn cần. Các bạn nhớ đăng ký và share cho tôi để mà tôi có động lực để làm thêm nhiều video và tôi cải tiến những video của tôi. Xin cảm ơn các bạn. Khái niệm quan trọng nhất trong đại số tuyến tính, đặc biệt là phần đại số tuyến tính áp dụng cho các ngành kỹ thuật, là khái niệm ma trận. Một ma trận đơn giản các bạn có thể hiểu là một bảng số hai chiều, như vậy là nó sẽ có m hàng chẳng hạn này và n cột. Ví dụ ở đây tôi lấy ví dụ của ma trận 2 × 3, nghĩa là hai hàng và 3 cột. Rồi nếu các bạn có hai ma trận mà cùng cỡ, ví dụ ở đây tôi lấy hai ma trận 2 × 2, ma trận 2 × 2, ma trận 2 × 2, thì các bạn có thể là cộng hoặc trừ hai ma trận với nhau. Thì cách đơn giản là chỉ đơn giản là các bạn lấy các phần tử ở vị trí giống nhau, các bạn cộng hoặc trừ với nhau. Còn một phép toán nữa các bạn có thể làm với hai ma trận là nhân hai ma trận với nhau. Tuy nhiên là nhân hai ma trận với nhau thì là một phép toán khá là lạ lẫm, nếu như các bạn lần đầu nhìn thấy và cần thiết phải giải thích là tại sao lại như thế thì chúng ta cần phải thêm nhiều thời gian, và đấy là tôi sẽ làm ở trong một video tiếp theo. Có một phép toán đơn giản khác của các bạn có thể làm với ma trận là cho bạn ma trận này, các bạn có thể nhân với một hàng số constant và cũng có tên gọi khác là scalar, có nghĩa là một đại lượng vô hướng. Nếu các bạn học toán cấp 3 thì các bạn nhớ là có khái niệm về vector. Đấy, thì vector cũng là một đối tượng nghiên cứu ở trong đại số tuyến tính rất là quan trọng. Chúng ta sẽ nói về vector ở những video tiếp theo. Thì đại lượng vô hướng nghĩa là một số. Đấy, các bạn nên biết từ này để mà khi mà các bạn đọc sách tiếng Anh thì các bạn biết. Nhân một số ma trận thì đơn giản là bạn nhân số đó vào từng phần tử của ma trận thì bạn được ma trận mới, vẫn là cùng cỡ như vậy. Thì bài toán nguyên thủy mà dẫn đến cái ngành đại số tuyến tính là bài toán người ta muốn là giải hệ phương trình tuyến tính. Thì giải hệ phương trình tuyến tính là một bài toán mà rất là quan trọng trong kỹ thuật, trong mọi ngành kỹ thuật luôn, và đấy là công việc mà bất cứ khi nào mà bạn phải động đến là tính toán thì hầu như là sẽ luôn luôn mà sẽ phải giải phương trình tuyến tính. Thì một hệ phương trình tuyến tính là trông như thế nào? Thì ví dụ như là ở đây lấy ví dụ là ở đây có 4 biến x, y, z, w. Thì một phương trình tuyến tính là một phương trình có dạng là một hàng số nhân với x này, cộng một hàng số nhân với y này, cộng một hàng số nhân với z này, cộng một hàng số nhân với w này, bằng một hàng số. Khi mà chúng ta có nhiều phương trình như vậy thì người ta gọi là một hệ phương trình tuyến tính. Và bây giờ là chúng ta sẽ học về ma trận này, chúng ta sẽ học về vector này, vân vân, các phép biến đổi về ma trận này, tương tác của ma trận với vector như thế nào. Và cuối cùng chúng ta sẽ chuyển bài toán này, chúng ta sẽ tìm ra được một phương pháp để mà giải tất cả các phương trình tuyến tính, cho dù là có bao nhiêu biến, có bao nhiêu phương trình thì chúng ta vẫn có thể giải được rất là nhanh. Và đấy là mục tiêu của môn đại số, đấy là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của môn đại số tuyến tính. Sau này các bạn sẽ còn thấy nó còn đại số tuyến tính còn rất nhiều thứ thú vị khác, và tôi sẽ hy vọng tôi sẽ làm được hết video để mà giảng cho các bạn tất cả những điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập để ôn tập về phép cộng ma trận và phép nhân ma trận với một số rất là đơn giản. Bài tập thứ nhất như thế này. Trong hai ma trận A và B là có số cụ thể như này. Bây giờ người ta muốn tìm một ma trận x, sao cho là cái phương trình sau được thỏa mãn 2A cộng B cộng x bằng 0. Thì cứ người ta viết như thế này thì các bạn phải hiểu, đầu tiên các bạn phải hiểu 0 ở đây là người ta viết ngắn gọn trong một ma trận là 0 như một số 0, ma trận 2 × 2. Bởi vì A ở đây là ma trận 2 × 2, B là ma trận 2 × 2 này, thì tất nhiên là sau đó 2 nhân A cộng B cộng được với nhau này. Và để cộng được với x thì ma trận x bắt buộc phải là ma trận 2 × 2.
Và tất nhiên là để cho cái số 0, đây không phải là một số 0, mà để cho bên bên phía phải này có ý nghĩa thì số 0 này các bạn phải hiểu thế này. Và đây người ta gọi là một ma trận 0. Và ma trận 0 thì từng anh viết là số 0 như vậy. Ok, bây giờ chúng ta hãy xem là muốn giải bài toán này chúng ta làm thế nào. Bây giờ chúng ta chỉ cần đơn giản là mình đặt x là bằng ma trận x, giả sử như là tôi muốn tìm bốn số là x1, x2, tôi đặt x, y, z, w. Thì như vậy là khi bạn bạn viết lại công trình 2a cộng b cộng x thì em sẽ thấy là thì các bạn sẽ thấy là rồi thì 2 nhân với a, thì như vậy là mình vừa nói là khi mà tôi nhân một hằng số vào một ma trận thì là tôi sẽ được là lấy hằng số đó nhân vào từng phần tử thôi. Sau đó cộng hai ma trận với nhau thì tôi sẽ lấy là phần tử ở vị trí hàng 1, 1, 1 tôi sẽ cộng với hàng 1, 1, 1. Như vậy trừ 2 cộng 3 cộng với x. Đấy là ma trận kết quả đây ở bên trái. Phần tử đầu tiên là như thế này, phần tử ngay dưới nó thì nó sẽ là 6, 2 x 3 là 6 cộng với 1 cộng với z. Phần tử ở đây sẽ là 4 trừ 2 cộng với y. Phần tử ở đây sẽ là 8 cộng với 5 cộng với W. Và mình muốn là cái ma trận này sẽ bằng là 0, 0, 0, 0. Thì sau đó thì các bạn sẽ thấy là như vậy là x sẽ bằng, bây giờ các bạn đọc luôn x chỗ này muốn cộng vào để bằng 0 thì như vậy x bằng trừ 1, y nhỏ thì sẽ bằng trừ 2, z thì bằng trừ 7 và W bằng trừ 13. Đấy, như vậy là ma trận x phải là ma trận 2 nhân 2 và như thế này thì nó sẽ thỏa mãn phương trình đó. Trong bài tập tiếp theo cho hai số x và y, sao cho x nhân với ma trận này cộng y nhân với ma trận này bằng ma trận này, người ta hỏi hai số x y là bao nhiêu thì các bạn rất là dễ dàng, các bạn làm được là như vậy là chỗ này x nhân vào thì là sẽ cho ra ma trận là 2x và 3x, ở đây sẽ cho ra ma trận là trừ y và y, các bạn cộng vào thì các bạn sẽ thấy là ra 2x trừ y và 3x cộng y, và chỗ này 1/2 nhân vào thì các bạn sẽ thấy là ra là 10 và 5. Như vậy chúng ta phải giải công hệ công trình là 2x trừ y bằng 10 và 3x cộng y là bằng 5. Thì đây là một hệ phương trình tuyến tính nhưng mà rất là đơn giản bởi chỉ có hai biến và hai phương trình, cho nên là các bạn có thể nhìn thấy ngay cách giải là gì. Đại số tuyến tính thì là về giải hệ phương trình như tôi vừa nói là về giải hệ phương trình tuyến tính, nhưng mà bây giờ bạn giả sử là có 100 biến, 100 phương trình thì tất nhiên là các bạn không thể đoán được mà nó phải có một phương pháp tổng quát. Rồi trong bài tập này thì chỉ đơn giản là các bạn nhận thấy là cộng hai phương trình với nhau này thì các bạn sẽ làm biến mất y, như vậy bạn sẽ giải được là 5x bằng 15. Và các bạn sẽ thấy là khi các bạn tìm được x bằng 3 và thay vào một trong hai phương trình thì các bạn sẽ tìm được y bằng trừ 4. Trong bài tập tiếp theo người ta hỏi là cho hai ma trận x và y, sao cho 2x cộng 3y thì bằng ma trận này và tôi gọi đấy là A, 3x cộng 2y thì bằng ma trận tôi gọi là B. Thì đầu tiên là các bạn phải nhận thấy là khi người ta hỏi như vậy và sau đó người ta bắt tìm là x và y là bao nhiêu, thì sau khi người ta hỏi như vậy thì đầu tiên là phải xác định xem x và y là ma trận cỡ nào. Các bạn thấy hiển nhiên là x và y phải ma trận là cỡ là 2 nhân 2, thì sau đó thì mình cộng và vân vân thì mình mới cho ra kết quả là ma trận 2 nhân với 2. Thì đây là một phương trình ma trận và mình cũng làm tương tự như bình thường, nghĩa là bây giờ mình nhận thấy là đây cũng là một gọi là hệ phương trình tuyến tính nhưng mà đây các biến đây không phải là các số mà là các ma trận. Thì làm chỉ đơn giản là ai cũng biết là ví dụ như là sẽ nhận thấy là nếu mà tôi nhân 2 vào ma trận này, nhân 2 vào phương trình này, sau đó tôi nhân 3 vào phương trình này, tôi trừ đây cho đây thì sẽ loại bớt y chỉ còn x và như vậy là tìm được x. Thì sẽ thấy là rồi nhân 2 vào ma trận này và trừ đi
nhân 3 của ma trận này thì giờ đây là 2x này, đây là 9x này, cho nên sẽ ra là trừ 5x này. 6y này, trừ đi 6y thì ra hết bằng 2a trừ đi 3. Như vậy là x sẽ bằng trừ 1 phần 5 2a trừ 3b. Giờ tôi giải thích là các bạn đều biết cách làm hai tính 2a trừ 3b như thế nào. Nếu dấu sai thì tôi làm lại một lần. Như vậy 2 nhân với a thì các bạn cứ xem cho 2 nhân với đây ra là 4. Phần tử chỗ này là 4. Sau đó trừ đi 3 nhân với này thì là cộng với 3 nhân với đây là trừ 6, trừ đã là cộng 6. Sau đó 3 thành 2 nhân 3 là 6, trừ đi 3 nhân với 2 là 6. Sau đó thì là 8, trừ đi 3. Sau đó là 0, trừ đi trừ 15, nghĩa là cộng 15. Rồi các bạn sẽ thấy là như vậy thì làm nhanh thì chỗ đây ra 10, cho nên cuối cùng thì là ma trận này là trừ 2, 0, 5, nghĩa là trừ 1, 15, trừ 1, trừ 3. Rồi sau khi mà có như vậy rồi thì bạn chỉ cần thay vào và bạn tính ra y lớn sẽ bằng 1 phần 3 ma trận này A trừ đi 2x giống như bình thường. Và bây giờ tôi sẽ không tính cái này nhé, các bạn đều biết tính rồi, tôi sẽ không tính. À, chúng ta kết thúc bài học hôm nay ở đây. Hôm nay thì chúng ta đã nói về khái niệm ma trận, về việc cộng hai ma trận với nhau, việc nhân ma trận với một số. Trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về một khái niệm thú vị hơn, khái niệm nhân hay nhân hai nhân nhân với nhau. Và khi mà các bạn lần đầu tiên nhìn thấy nó thì các bạn sẽ rất là khó hiểu tại sao lại như thế, nhưng mà đấy thực sự là một khái niệm rất là thú vị và rất là quan trọng. Là hy vọng gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào các bạn.